Vâng, xin chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Thế Giới Gỗ Quý. Và ngày hôm nay em xin tiếp tục giới thiệu cho các khách hàng một sản phẩm của bên em, đó chính là một chiếc bàn phấn. Một chiếc bàn phấn dành cho chị em mình, đó chính là phái đẹp của mình lúc nào cũng phải ưu tiên có một cái bàn phấn. Mà đây là một cái bàn phấn, là bàn phấn có kiểu dáng là tứ trụ nha các bác nhá. Bàn phấn tứ trụ, gỗ gõ đỏ. Và có chiều cao là 1m9, chiều dài là 1m25 và chiều cao lên mặt bàn này là 55 và chiều khung gương này là 72 nha các bác nhá. Từ khung gương lên mặt này là 72 và chiều sâu là 55 và từ chiều cao này lên mặt đất là 72 các bác nhá. Gỗ gõ đỏ là một chất liệu gỗ gõ nó rất chi là bền, là chống là mối mọt công vênh này. Đây các bác nhìn xem những chiếc bàn phấn của em, cái mặt bàn bên em đây. Mặt bàn bên em là 1/2 nha các bác nhá. Và khuôn tranh này là 3/3 ạ. Và làm ngăn kéo, 3 ngăn kéo để mở ra mở vào nha các bác nhá. Tha hồ mà bày đựng. Đây ạ, 3 ngăn kéo, một ngăn kéo ở giữa và hai ngăn kéo cạnh. Và có hai cái cánh tủ. Cánh tủ này rất chi là sâu đây các bác nhìn thấy chưa ạ? Rất chi là sâu nhá. Và trong cánh tủ này rất sâu. Và cánh này bên em đục là hoa lá tây. Và cột này của nó là 7/7 nha các bác nhá. Mặt là toàn nguyên hết, là không chấp ghép một tẹo nào hai bên cánh tủ đấy nhá. Đây các bác có thể nhìn thấy đây ạ. Ván cánh của nó là 2/2 nha các bác nhá. Và cái khung gương này bên em là cái cột này đục hoa lá tây này. Cột này là 7/7. Cột là tiện tròn. Trên chóp này là đục hoa lá tây, trương hoa lá tây nha các bác nhá. Đây ạ, rất thanh cảnh và rất đẹp ạ. Em xin báo giá công khai, cái bàn phấn này chỉ có 12.800.000 thôi nha các bác nhá. Chỉ có 12.800.000. Mình đã sở hữu một chiếc bàn phấn gỗ gõ bằng có kiểu dáng là tứ trụ ạ, rất chi là đẹp luôn ạ. Đây ạ. Và em quay hai hồi cho các bác xem nhá. Đây ạ. Hồi tủ đây, u rồi ôi, vân lổi cuồn cuộn luôn đây ạ. Quá đẹp luôn. Chị em mình làm gì thì làm cũng phải có một chiếc bàn phấn để đồ đạc này, để mình vất vả với chồng con rất chi là nhiều rồi, nên mình cũng phải tự sắm cho mình một chiếc bàn phấn đúng không ạ? Và em xin giới thiệu luôn chế độ bảo hành bên em là một đổi một trong vòng 30 ngày và bảo hành là 5 năm và bảo trì là trọn đời. Công ty của em là công ty Thế Giới Đồ Gỗ nha các bác nhá. Thế Giới Đồ Gỗ. Công ty của em là công ty đối diện công ty giày da thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội ạ. Nếu mà các bác có search Google là đường Đào Cam Mộc. Đường Đào Cam Mộc Thế Giới Đồ Gỗ ạ. Ngõ 277 đường Đào Cam Mộc ạ. Vâng. Và số hotline của em là 0968888 2852 ạ. Đây ạ, cơ sở của em rộng 10.000m2 ạ. Bàn ghế, giường tủ ạ. Cái gì cũng đủ hết nha các bác nhá. Rồi thì đồng hồ. Đây ạ. Tranh trước là đồng hồ bên em là làm hết nhá, cái gì bên em cũng làm ạ. Cứ nói về là nội thất đồ gỗ là bên em là cái gì cũng làm hết ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo ạ.